chào các bạn, mình là Jay đây và đây là ngày đầu tiên đi học của mình tại Đại học Stanford. Không đi quá vội, anh đây sẽ đợi vì dừng bao nhiêu lần đèn đỏ chỉ khiến anh vui thôi. Học đại học quá là khác học cấp 3 luôn. Đây là ngày đầu tiên cho 880 ngày tiếp theo hoặc là 4 năm học đại học. Nên ok vào thôi nào. Oh, đây là ngày đầu tiên đi học Stanford. Sau này mình đã ngồi đây suy nghĩ về cuộc sống cho vài giây. Tại sao mình lại ở trường thầy vậy? Ốp sao mình đã nhảy xuống? Những cái giường mình nó quá là cao. Nó nằm đi xuống vậy nó muốn làm thức dậy. Chịu nhảy xuống cái là tỉnh queo luôn. Mang dép xến vào rồi ngày vào ngày đầu tiên đi học thôi. Và hơn quá, trong phòng mình có cái lavabo để mình kiểu là có thể đánh răng mà không có bị vấn đề phải đi ra ngoài. Hello các bạn. Trong lúc mình đang quay cái này thì hai bạn cùng phòng đang không có trong phòng. Nhưng mình có gì là mình rất ngại để quay cho các bạn trong phòng. Mình đang nói gì không biết nữa. Nhưng hôm nay mình có hai lớp. Mà hai lớp. Cũng ok, như nào các bạn. Nên hôm nay ổn hơn. Và đánh răng sau thì đi chọn quần áo thôi. Tủ đồ của mình thì tốt ngay đây là giống như là một cái phòng nhưng không phải là một cái phòng. Nhớ trong đây thì chắc có 1/4 tủ đồ của mình ở nhà. Không biết là ngày đầu tiên đi học mình nên mặc cái gì. Vẫn đang dị ứng. Mình thường nghĩ là trường cũ của mình thì mặc đồng phục không mà. Nhưng ở đại học không ai mặc đồng phục hết. Nên mình suy nghĩ mình học đồ Stanford hết nên. Mình nghĩ là các lựa chọn mình khá là hẹp. Tại vì mình đâu có mang nhiều đồ nó vậy đâu. Nhưng mình sẽ mặc cái này là vì đây là cái áo may mắn của mình. Mình đã mua ngay sau khi mình đã vào được Stanford. Mình nên mặc cái này hay là mình nên mặc màu đỏ cho hơn. Nhưng đồ màu đỏ mình sắp sửa giặt hết rồi. Nhưng thôi cái này cũng màu đỏ sẵn rồi. Thôi mặc cái này. Nhưng mình đang không biết mình nên mặc quần nào. Nhiều lựa chọn quá. Nhưng sau một thời gian phân vân thì mình đã chọn cái quần này. Mà là ngày đầu tiên đi học mặc bộ này sẽ hơn cả năm luôn. Nhưng trước khi thay đồ thì mình đã quên là mình đã quá là mất toilet. Nên mình đã nhảy vào toilet. Mình không còn có toilet riêng nữa. Bụng vậy. Vâng, được rồi. Hơn quá, hôm nay đi không phải chờ. Một ngày các bạn toilet bao nhiêu lần, các bạn hãy bình luận ở dưới. Nhưng lúc mình quay lại thì mình đã khám phá ra là chị chủ nhiệm cái tầng mình đã ghi cho giúp mình một cái nơ. Ghi là Jenny, hôm nay em sẽ quá là đỉnh, có ngày đầu tiên quá là tốt lành nhé. Cảm động quá. Và bây giờ mình làm ảo thực biến hình thay đồ nữa. Ok, 3, 2, 1, bloop. Và wow, bộ đầu tiên đi học mà nhìn quá là bình thường nhưng cũng ok. Cũng chẳng gì hoành tráng đâu. Xong rồi mình đã dọn giường, bình thường cái điều nào xảy ra đâu. Nhưng kiểu hôm nay ngày đầu tiên đi học á nên mình phải làm để cho kiểu là tạo mood cho năm nay phải không các bạn. Sau đó thì mình đã làm tóc mình nhìn bớt thấy ghê bằng cách kiểu là cột nó dài để cho nó nhìn kiểu là không có tùm lum tùm lá như hồi nãy các bạn. Vì hôm nay ngày đầu tiên nên mình gặp nhạc sến nên mình sẽ đeo cái dây chuyền này cho nó may mắn. Và bây giờ là tiết mục tâm sự nho nhỏ. Hello các bạn. Thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đi học của mình. Hết sợ là vì mình cũng không có biết là mọi thứ như thế nào. Mình cảm giác như mình sẽ bị lạc là mình phải đạp tới lớp. Nhưng mình gặp mong là sẽ ok. Là vì kiểu là các bạn ở đây trong lúc mình ở đây cho đúng một tuần thì mình cảm giác như là mình đã kiểu là khá là hòa nhập và các bạn cũng quá là ổn. Như mình nghĩ là ok, nhưng mình chưa biết nữa. Nhưng cũng hơi sợ chút xíu, nhưng mình nghĩ là mọi thứ sẽ ok. Khá là hức, nhưng mình chắc chắn là Jenny một năm trước sẽ không có ngờ là Jenny bây giờ sẽ có một ngày đầu tiên đi học ở Sam. Nè, dạ. Đó là cái đó. Và hôm qua mình mới đi sắm cái ba lô mới. Nó màu hồng. Nên bây giờ mình không biết mình nên bỏ gì vào nữa. Mình cảm giác như là mình không biết là mình nên học bằng iPad hay laptop. Mình sẽ mang theo cả iPad. Là mang theo cả hai máy luôn. Không biết có nặng quá không? Ừ. Và mình cảm giác là mình cần bút. Nhưng kiểu bây giờ đâu ai xài bút nữa đâu. Là vì kiểu ai đây cũng xài bút Apple và iPad á. Nên hiện tại cái bút dài cũng hơi bị vô dụng. Nhưng mình vẫn mang theo để có thể cần. Mình sẽ mang theo cái cây bơ mà bạn fan đã tặng cho mình ở Việt Nam để may mắn. Và tất nhiên mình có cái thẻ của mình. Bạn gắn có cái thẻ của mình nó quá là ngầu. Đây là mình và đây là mình mặc bộ áo dài luôn nè. Kiểu mình làm lại cái hình thế học sinh Việt Nam. Nên kiểu đây là mình giống như là mình đang là gái Việt Nam. Ủa nhưng thật ra mình là gái Việt Nam mà bà gái gì nữa. Đang ngầu. Không biết đang ngầu nữa nên nó hơi sến. Và tất nhiên mình mang theo chìa khóa của mình. Là vì phòng mình không có chìa khóa là mình sẽ bị nhốt ra khỏi phòng. Mang theo AirPods nữa. Đó mình cần. Vâng, Jenny Potts có phải là AirPods đâu. Ok, bực bực. Tình hình giày của mình hơi bị thấy ghê và nát. Nhưng đây là cái giày chuối của mình, các bạn nhìn cute te không. Và bây giờ chúng mình đi xuống ăn sáng thôi. Và chỗ ăn của mình là ngay đây luôn, khá là tiện. Kiểu là bước xuống là có cái chỗ ăn này. Và mỗi lần mình ăn là mình chỉ cần gõ cái thẻ ID của mình là kiểu là nó tự trừ cái phần ăn của mình. Và bây giờ đi lấy đồ ăn thôi, quá là đói luôn. Và cái phần mình háo hức nhất khi ăn sáng là làm mấy cái bánh waffle Stanford. Nên bây giờ chúng mình sẽ làm thôi. Bước đầu tiên thì mình lấy cái bột pha sẵn này, xong mình đổ nó vào cái máy này. Nhưng kiểu nó hơi bị luôn dùng lại xíu này, các bạn thông cảm. Rồi mình đóng nó lại và nấu nó cho khoảng 2 phút. Tình hình thì nó đã không ổn hơn gấp 10 lần.
Và trong lúc chờ nó nấu thì mình đã lấy thêm các đồ ăn sáng như là có trứng, xong rồi có cái bí ẩn này không biết là gì nữa, nhưng lấy đại á, hình như là khoai tây xào và có chuối và táo nữa nhưng không có bơ. Chắc vì bơ mất tiền quá. Sao biết suốt thời gian mà này mình đâu có biết là mình phải rửa táo. Nên mình đã ăn táo chưa rửa cho một tuần rồi. Úp, nhưng sau 2 phút thì bánh mình cũng đã xong rồi. À, quá hào hức đến lật mặt sau để nhìn thấy cái logo Stanford. Nhưng cái kết thì... Ủa, cái logo đâu mất rồi? What? Mình đã bị lừa đảo. It's okay. Nhưng sao nhét vài quả dao lên rồi xịt mật ong lên lỗ rồi. Và bây giờ mình sẽ làm một cái tiết mục mất bang đồ ăn sáng. Và cái kết thì mọi thứ cũng khá là ngon, kiểu là nó có vị ăn sáng á các bạn. Và ui, bánh waffle quá là giòn. À, nhưng mỗi tội nó không có logo trường thôi. Ăn hết rồi, mình sẽ cho là 7 trên 10. Và sau khi ăn sáng xong thì mình đã lợi dụng cái máy cà phê miễn phí. Chẳng phải không miễn phí mà trả tiền, nhưng máy cà phê kiểu giống như hệt như hành trình làm cà phê ở nhà của mình nhưng chỉ trong trường thôi. Mình hứa các bạn mình không có nghiện đâu. Hi, we have matching cups. Ở cùng phòng và có ly giống nhau luôn. Wow, quá là sốt luôn. Chúng mình hoàn toàn không nghiện cà phê. Và bây giờ mình chuẩn bị giải học rồi nên mình đã đeo cái cặp lên và đi thôi nào. Và các bạn biết sao, mình thường mình xách theo 2 bình nước, 1 bình nước lọc, 1 bình nước không nước lọc. Và bây giờ mình sẽ đi lấy xe đạp của mình. Và bây giờ chỉ là cảm giác hơi bất thường là vì bình thường mình sẽ lái xe đi học, lái xe hơi. Nhưng bây giờ mình lái xe đạp. Thank you. Hả? Chứ mình là một con người thay đổi đó các bạn. Và trời đất ơi, thằng nào chôn xe đạp Google mang vào đây nữa. Đây là xe đạp cũ yêu dấu của mình. Nó không có cái thắng nên mình không có lái nó được nữa, nên mình lấy một xe đạp mới. Đây là cái đó, màu hồng khác. Hôm qua. Hello các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi mua cái xe đạp mới. Là vì mình suýt tiêu chết trên xe đạp mình. Mình đã lỡ đủ ai đó. Nên mình sẽ mua xe đạp mới, có cái thắng. Xe đạp mình không có cái thắng. Bye bye xe đạp hồng nha, yêu mày lắm đấy. Và mình đã có mặt tại tiệm xe đạp Stanford. Và tậu chiếc xe đạp màu hồng đầu tiên mình nhìn thấy. Baby mới của mình là các bạn. Tuy em hơi mắc tiền tận 600 đô lận nhưng bây giá cũng được hết, miễn là mình sống được rồi. 12 triệu mua luôn. Ok, mình không biết mình có thêm vlog trong lúc mình lái được không nữa, nhưng đây là xe đạp của mình. Và mình sẽ lái khoảng 8 phút đến lớp. Mình phải gỡ cái khóa này ra đã. Mình phải khóa xe đạp mình lại, không thuê ai để cướp xe đạp mình là xong phim luôn đây. Mình hoàn toàn không nói giỡn nhờ các bạn mình bị cướp xe đạp. Nhưng hình quá, xe đạp mình vẫn còn ở đây cùng với mình. Hè, mình cho các bạn vào đây là lãng mạn không? Được ngồi vào rổ luôn, giống như là mấy con chó ngồi vào rổ các bạn. Kiểu quá là cute nhưng quá là ngầu. Để mình dắt bạn qua hồi đường đã, và bây giờ chúng mình xuất phát thôi. Yay, và bây giờ mình sẽ lái xe đạp. Ngày đầu tiên đi học, hôm nay mình lái phải hơi xa nha. Tại vì thật ra cái chỗ mình ở rất là xa. Mình xui vậy. Nhưng nói chung sau một tuần thì cái nghề lái xe đạp của mình nó đỡ cụ bắp như là lần trước rồi. Mình đã dừng nửa chừng là vì ở đây đẹp quá. Kiểu rất là mê ngắm luôn á các bạn. Kiểu giống như mình đang ở châu Âu nhưng mình đang ở Mỹ. Wow. Mình không có ngờ mình học ở đây luôn các bạn. Kiểu mình không có thể mơ được, nhưng bây giờ mình đang học ở đây. Nên kiểu cảm giác hơi cảm động, nhưng bây giờ mình hơi trễ, mình phải tới lớp rồi nên không có thời gian để cảm động. Đi tiếp. Và lớp mình ngay đây luôn nên mình đậu xe đạp mình ở đây. Mình sẽ đậu ở đây. Và hơn quá, hôm nay vẫn còn chỗ đậu xe. Đẹp quá. Và tất nhiên khóa xe đạp là thường nó sẽ bị cướp. Ok, đi học thôi. Hey, mình nên khoe cái ly của mình nên mình dơ nó lên. Và chỗ đậu xe thì ngay lớp luôn nên đi bộ cũng không có cần phải đi xa. Trời ơi, cái chụp hình tự sướng nữa. Đáng quá. Và bây giờ chúng mình đi vào lớp thôi. Và lớp này là lớp kiểu là nhỏ hơn là mấy lớp bình thường mình có. Bình thường lớp mình có hơn 100 người nhưng lớp này chỉ có 15 người. Và hôm nay chúng mình phải viết một cái bài văn 1800 chữ này. Yeah, quá là vui. Và các bạn biết sao, ghế trong lớp này là ghế ngầu nhất mình đã bao giờ thấy cuộc đời của mình luôn. Kiểu là nó vừa có cái đồ để ly và vừa có cái đồ để cặp ở dưới nữa. Và nó cũng có khả năng di chuyển nữa. Mình đã xong lớp đầu tiên của mình rồi. Mình có 5 đứa bạn nên cũng khá là ok. Nhưng bây giờ mình sẽ đạp đi ăn chứ. Lớp tiếp theo của mình đã bị cancel. Nhưng đi ngày hôm nay mình sẽ có 2 lớp nữa. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chỉ có lớp này thôi. Như vậy đi ăn trưa thì mình phải lái xe đạp đến đó. Và hiện tại cái khóa của mình lại bị kê. Bây giờ kiểu là mình cảm giác cái bước này còn lâu hơn là mình đậu xe hơi hả các bạn. Thì cuối cùng thì nó cũng đã ra được rồi. Chúng mình đi thôi. Sao kê xe đạp khổ quá. Và bây giờ chúng mình đạp đến chỗ ăn thôi. Và ở đây thì có 8 cái chỗ ăn mình đã chọn mà mình thấy xuống cái thẻ của mình. Nên bình thường mình thích đi kiểu là chỗ khác nhau để kiểu là có các khẩu vị khác nhau á các bạn. Đi thôi. Chứ nói chung mình cũng khá là đam mê đạp xe đạp, kiểu là cảm giác mát đã hay sao á. Tuy có một lần mình đã lỡ đụng vào người ta rồi nhưng chúng mình hãy quên về điều đó. Nhưng trong lúc đi thì mình phải dừng nửa chừng nha các bạn, coi cái này. Đây là cái tòa nhà kiểu là rất là đặc trưng cho Stanford luôn, nó gọi là cái Hoover Tower. Và kiểu nó vậy nè. Ok, đó là cái đó, đi tiếp thôi. Và trời đất ơi, ở đây hết chỗ đậu xe luôn, kiểu là ai có ý kiến giống mình hết đó. Nên mình đã ăn gian và đậu đôi, kiểu là đậu một cột hai xe á. Quá là hiệu quả. Và ăn một phát là quẹt một phát thôi. Và hôm nay có cái món này khá là thú vị. Đây là thịt nướng Việt Nam. Mình có vẻ hơi thú vị nha. Không biết ăn xong có làm mình bớt nhớ nhà hay không ha. Hình như có xả nữa. Và có chả giò nữa cơ.
À và có cái mình thích nhất đó là cú dời. Và đây là đĩa của mình, nhìn quá là cầu vồng, nghĩa là có đủ 7 sắc cầu vồng luôn các bạn, và màu trắng nữa. Và trưa nay mình ăn cùng với các bạn. Như trước khi ăn thì mình đã mắc toilet quá nên mình đã nhảy vào toilet chút xíu. Rồi rồi. Ok. Hello các bạn, mình sẽ thử cái thịt Việt Nam này coi nó có Việt Nam nữa cho mình không. Và đây là một bạn Việt Nam nữa sẽ thử thịt Việt Nam xem có ổn hay không. Có Việt Nam không? Mình thấy nó cũng khá là ngon. Ngon hơn thịt nướng hôm bữa, hơi dở. Thịt nướng hôm bữa kiểu là nó khô hơn quá là nhiều hết các bạn. Không có Việt Nam chút nào. Nó không phở, phở dở. À phở Stanford dở mạnh bạo luôn. Kiểu nó bất thường sao. Câu chuyện vui đấy là tận 77% các bạn xem video này chưa đăng ký kênh của mình. Quá là buồn. Nên các bạn hãy bấm nút đăng ký để bé Jenny hết buồn. TikTok có 6 triệu bạn xến, vậy YouTube có thể vượt TikTok không? Sau đó thì mình đã quay lại xe đạp của mình và đạp đến cái thư viện này ở trong trường, nó quá là to đùng, để tìm một cái phòng mà mình thấy ngồi cô đơn một mình để mình có thể lòng tiếng được. Thì mình đã mò một cái thư viện to đùng này cho 20 phút luôn. Và rốt cuộc thì nó nhìn đẹp á, nhưng phòng nào nó cũng bị có người hết á. Mình đã bỏ cuộc với cái việc tìm cái phòng riêng để mình chỉnh video, là vì cái phòng nào cũng có người hết. Nên bây giờ mình sẽ quay về phòng. Không có bạn cùng phòng ở trong đó. Mình nghĩ là có. Làm sao? Rồi mà thôi. Phải đạp ở trên đồi á. Có là mà xuống. Bye bye xe đạp. Cho nên mình quay lại phòng thôi. Và chắc chắn là sau một năm ở Stanford mình sẽ quá là đẹp. Yeah. Ok, quay lại phòng thôi. Và cái đầu tiên mình làm khi mình quay về là mình lấy tất cả các đồ trong ba lô mình ra, kiểu là những thứ mình cần sạc á. Và mình thấy mình đeo gì hơi giống như là mấy người đeo em bé nên mình bỏ xuống. Xong rồi mình cởi giày mình ra và thay đồ thôi. Trời, các bạn thấy mình thay đồ quá là nhanh luôn. Mình đã thay thành cái đồ này nó thoải mái hơn chút xíu là vì mình sẽ edit video. Trước nhất thì mình phải thăm cái toilet đã. Và bây giờ mình đã ngồi để chỉnh video là vì bình thường mình không có thời gian để chỉnh video nhiều đâu. Nên phải kiểu là tranh thủ. Tại sao video chỉnh hoài mà không xong? Hello các bạn, thì tối nay mình sẽ rút kinh nghiệm và mặc quần dài và áo tay dài, là vì hôm qua mình đã mặc quần ngắn và áo tay ngắn và mình đã chết trong cái trời lạnh này. Nên sao các trời bây giờ chưa lạnh nhưng tối này sẽ quá là lạnh, nghĩa là thời tiết nó rất là vô duyên. Nên đây là bộ đồ của mình tối nay. Ui. Và tối nay mình sẽ đi chỗ khác ăn tối, là vì ở trong đồ ăn của mình thì đồ ăn tối nó không có ngon lắm, nên mình phải đạp xe đạp đến khu vực này. Xa chút xíu nhưng nó ngon hơn nên cũng ok. Rồi như lát nữa thì mình sẽ làm bài tập. Mình cảm giác như mình nên đổi kiểu tóc. Kiểu tóc này nhìn giống như là mình mới học cấp 1 á. Mà hơi giống thiệt. Thôi bỏ chơi đi. Và tối nay chúng mình đã đạp xe đến một cái chỗ ăn khác nữa. Chợ hôm nay ăn ba chỗ ăn khác nhau luôn. Mặt trời lặn kìa. Xong rồi nhảy vào quẹt thẻ thôi. Và chỗ ăn này kiểu nó nhìn xịn xịn sao. Và hôm nay có đồ Ấn Độ chấm hỏi. Có các món phải gọi là quá là quen thuộc luôn. Và cái món ăn đường phố Ấn Độ này quá là hay luôn nè. Và ở đây còn có chuối chiên. What? Và hôm nay trời quá là đẹp nên chúng mình đã ngồi ở ngoài. Ok, ăn thôi nào. This is a chuối chiên. Yeah, so good. It's like fried banana in Chinese. Da xiang jiao. Đúng. Right? Mình vẫn còn khả năng ở tiếng Hoa. Chỉ là chuối chiên người ta làm cũng ngon thiệt, nó có vị quế quế. Nhìn để mình thử cái món này khá là thú vị nè. Cái này mình thấy bên Ấn Độ nhiều lắm á. Chỉ là một món ăn đường phố Ấn Độ luôn á. Và ăn vào thì cũng khá là giống như là cái mình ăn ở nhà Ấn Độ các bạn. Phần ăn này mình sẽ cho là 9 trên 10, khá là ngon. Chuyển đường tới khá là kiểu là đáng. Và sau đó mình đã ăn hết sạch rồi. Và ăn kem nữa. Thì lúc mình về từ những xe đạp mình đã dở trứng và cái khóa nó đã bị hư. Yeah, cái khóa mình bị hư rồi. Very vui. Chả hiểu sao nó không khóa được nữa nhưng nó không khóa được nữa. I don't know what's wrong with it honestly. Và bây giờ mình đã vào cái phòng bếp này dầu ký túc xá mình, là vì hôm bữa mình đã bỏ rơi các dầu ua của mình đã mua. Cái này có một cái phòng bếp luôn. Nhưng chắc mình không nấu ăn nào. Mình mà nấu ăn được mới là chuyện lạ đó. Nhưng sau 10 phút mò video YouTube cách sửa cái khóa của mình thì mình đã mò ra được rồi. Wow. What the heck? I fixed it. Quá là tự hào. I'm so happy. Bây giờ mình đi tắm thôi. Vào phòng tắm công cộng thôi nào. Và mình phải mang dép đi tắm để cái chân mình nó không bị thấy ghê. Và sau cái chờ ở đây tắm xong thì mình đã lấy mấy cái đồ tắm của mình để ngay đây và mình đã nhảy vào. Và mình bỏ các đồ tắm của mình dưới đây để mình có thể dùng. Và tất nhiên mình đã mang theo cái khăn màu hồng quá là xinh của mình vào để kiểu là có động lực khi mình đi tắm các bạn.
Và đây là tour phòng tắm, nó nhìn cũng khá là đơn giản nhưng kiểu nó là mình tắm nó sạch được rồi. Nhưng nói chung tới cái đại học mình không có thể hát hò như là tắm ở trong phòng tắm yêu dấu ở nhà của mình. Nói chung tắm ở trong im lặng cũng khá là ok. Kiểu mình cảm giác là mình tắm xong nhanh hơn á. Mở nước lên bây giờ mình tắm thôi, bye bye. À, mình đã tắm xong rồi. Tắm này rất là khác là vì trong cuộc sống của đời mình, mình toàn là có buồng tắm riêng. Nên kiểu mình cùng buồng tắm với 20 người cũng là một cái quá là khác luôn. Nhưng mình đang kiểu ổn. Nhưng chỉ không được hát lúc tắm thôi. Kia nhưng tắm xong rồi thì mình đi ra khỏi cái phòng tắm này và bỏ cái này lại. Các bạn thấy cái rổ của mình giống như con cái con mỏ vịt Perry không? Giống quá trời luôn á. Úp hết luôn các bạn. Và hôm nay mình không gội đầu là vì hôm qua mới gội đầu. Nhưng bây giờ chúng mình quay lại phòng thôi. Và chúng mình đi ngủ thôi. Good night các bạn. Ha, nói giỡn thôi, mình đi học tiếp chứ sao. Và các bạn thấy cái áo mình ngầu không? Áo này là mình tự vẽ đấy. Ok, đâu, đâu. Đi xuống thôi nào. Và dưới tầng phòng mình thì có cái phòng này mình thấy kiểu là vào đó học á. Nhìn cũng khá là ngầu. Mình là người một mình trong cái phòng này, wow. Mình chỉ kịp điều này không hề xảy ra hết nha. Ok. Ở đây có cái máy in 3D nữa nè. Nhưng bây giờ chúng mình sẽ ngồi xuống đây một mình lấy cái máy ra và chỉnh video. Ô lộn, làm bài thôi. Bình thường ở trong đây có người nhưng hôm nay đã không có người, hơi bất thường nha. Nhưng tối nay mình phải làm một cái bài chỉ là đọc cái sách này và nói chung mình cái tốc độ đọc của mình nó hơi bị chậm nên có thể đây sẽ mất hơi bị chậm. Nhưng trong lúc mình đọc thì mình phải kiểu là viết các cái nốt như là kiểu mình thấy cái khúc gì nó hay hoặc là mình kiểu là mình giống như là mình làm một cái khảo sát của cái sách này các bạn. Mình nhìn quá là chăm chỉ luôn. Nhưng sau 45 phút thì mình đã xong rồi. Và nói chung thì các chủ đề cho cái sách này cũng khá là bất thường á các bạn, kiểu mình hiểu nhưng kiểu nó bất thường. Và ngày đầu tiên học ở Stanford mình cảm giác như thế nào? Mình cảm giác như là mình không có cần phải kiểu là sợ quá là vì mọi người đều rất là thân thiện. Và kiểu mình cảm giác như là tuy ngày mai sẽ là một ngày khó hơn, mình sẽ có lớp kinh tế, lớp khoa học vi tính và lớp quản trị gì đó. Nhưng mình mong là mọi thứ ok và mình nghĩ là mình đang khá là ok. Tuy đi xe đạp nó hơi khó, kiểu là khó hơn rồi xe hơi. Nhưng mình mong là mình sẽ học chết. Và mình nghĩ là mọi thứ sẽ ok. Tuy bây giờ thì kiểu mình không có còn tự do giúp nữa. Chẳng hạn như mình muốn làm tiếng video thì nó sẽ khá là khó. Tại vì mình không có còn những chỗ liên tương với phòng của mình. Nhưng mình nghĩ là kiểu mình cũng khá là ok. Và bây giờ mình cũng đang khá là ok. Tuy bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. Dạ, mọi thứ sẽ ok. Và ngày mai là một ngày quá là mệt. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ ok tập. Dạ, ok rồi, bye bye. Và bây giờ hình như là 1:30 sáng rồi nên chúng mình đi lên lầu thôi. Và trước khi đi ngủ thì mình sẽ đánh răng là vì mình không phải là một con người bẩn thỉu. Nhưng phòng mình có cái lavabo này cũng khá là tiện á, không cần lết ra ngoài để đánh răng. Và sau đó thì mình còn kiểu là làm cái này cho răng mình, nó không có bị dính đồ ăn nữa. Nói chung mình khá là quan tâm vào răng của mình vì mình quá là ám ảnh là cái thời mình bị sâu răng á nên nên Jenny Huỳnh đang quá là sạch sẽ. Và rửa cái ly và súc mũi đó là vì mình quá là ám ảnh cái thời mình bị bệnh các bạn. Và sau đó thì mình đã chạy vào toilet là vì mình quá là mắc vào toilet trước khi mình đi ngủ. Lúc nào nhìn cái bảng này mình thấy tết thế rồi sao. Và sau khi cái này thì mình sẽ đi ngủ. Là vì ngày mai mình có lớp lúc 9:30 nên mình có ra khỏi phòng lúc 9:00. Úp, nhưng mình còn phải làm skin cả cái tháo dây chuyền qua bôi cái mô để cho cái mô nó không bị nứt và khô queo. Và ok bây giờ mình xong thiệt rồi. Okay. Và bước cuối cùng nhất trong ngày là mình leo lên giường và đi ngủ thôi. Bye bye và good night các bạn yêu dấu. Và đó là ngày đầu tiên đi học của mình. Ok, bye bye, bye bye. Ngủ đây.